Dạ, xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Pagina TV. Dạ thì hôm nay em xin chia sẻ đến quý vị khán giả hình ảnh của cậu bé 10 tuổi. Mẹ bé bỏ bé từ khi bé mới chào đời. Hiện tại bé đang sống với cha, hàng ngày lang thang trên vỉa hè tại Sài Gòn. Thì cũng do tình hình dịch Covid-19 vừa qua, thì cha bé không có công ăn việc làm, không có tiền thuê nhà trọ, nên hai cha con phải sống lang thang trên vỉa hè Sài Gòn. Hàng đêm, cha và bé bắt hai cái võng ngủ dưới chân cầu. Hoàn cảnh thật là đáng thương cả nhà. Dạ, bây giờ em mời cả nhà cùng xem tiếp clip của em để hiểu rõ hơn về câu chuyện của cậu bé 10 tuổi cả nhà. Bây giờ anh quá khổ, không có tiền mướn nhà, không có tiền mướn phòng trọ luôn. Vì hoàn cảnh anh tên Nguyễn Phú Thiện, quê ở Vũng Tàu, con anh Nguyễn Phú Cường đó, có giấy mẹ và dì chết, đâm ra anh buồn. Mẹ nó mới vừa sinh ra hàng tháng bỏ anh ở vậy, gà trống nuôi con anh nuôi tới bây giờ luôn á. Anh không có bước một bước nào nữa. Con nằm đây con ngủ. Là tối con nằm đây con ngủ hả? Dạ. Ôi. Nó có chỗ ngủ của hai cha con nè. Đó, cái kênh đó nó hôi luôn. Đây là gần cái kênh, cái cầu rất là hôi, tối thì chắc mũi nhiều lắm. Đây bãi rác nữa nè. Cường có một mình thôi, không có chị em gì hết. Có một đứa một luôn. Con trai độc nhất luôn. Đứa nè. Đồ bán. Dạ. Mà đồ ăn không có được, kiểu như nấu lên không ăn được. Ăn chay thôi. Ăn chay thôi. Giờ đi ra mua, thật sự nấu đồ ăn lên rồi ăn không có được. Mấy đồ này người ta cho đó anh. Mấy đồ này người ta cho không à. Mì. Đúng rồi, quầy quán gom vô hết để vậy đó. Cái này là của người ta, cái salon này là của người ta. Cái này là của người ta. Ở đây luôn ha. Chỉ có mấy cái mền này thôi. Rồi kiểu như chở đi ngay quán á. Dạ. Em biết mấy đông tủ lạnh lộ gì á, kiểu như bán nợ bán rồi. Dạ. Không có tiền. Cái lúc trước là tủ này kia đầy đủ hết luôn. Đầy đủ hết luôn. Là bán hết luôn. Kiểu như kêu vô rồi bán được nhiêu bán rồi. Dạ. Biết là từ hết. Cho chén bát cho đứa đồ mua bán không à. Dạ. Rồi cho kiểu như giờ bán được cái nào bán, có tiền chứ không có tiền con đâu ăn cơm. Gạo với mì đồ người ta cũng cho luôn á, không có nói dốc đâu. Thì sao anh có một bộ đồ vậy, đồ đạt đâu hết rồi? Đồ thường thường mình tắm rửa. Tắm rửa đâu anh Thiện? Tắm đây luôn. Tắm rửa xin nước nè. Xin nước có đồ đó, xin nước ở chỗ tắm đó. Đây chỉ có đây nè, không có nó láo nó xạo gì á. Dạ. Còn có đúng bộ một mà. Áo của Cường. Đồ Cường không hả? Thôi được rồi, để chổng đi, đâu còn môi ra chứ. Không có nói bằng sự thật. Dạ. Trời ơi, tôi mà không có nổi là mua bộ đồ mặc luôn cả nhà. Không bộ đồ à. Ở đây đồ của Cường. Cái ba lô đồ với cái vỏ. Dạ. Rồi nằm mấy hiên á. Tối mấy thằng nó vô nó xách luôn cái vỏ, giờ còn đúng bộ đồ cũng không có tiền mua. Chứ không phải là không có đồ. Ngủ bờ ngủ bụi vậy, cái đồ người ta nó đi ngang lấy cái vỏ đồ nó tiêu. Nó xách nguyên cái vỏ vậy luôn nè. Dạ. Rồi xong rồi giờ không có tiền mua được bộ đồ luôn. Hơi khổ chứ. Có đây nè, không có nó láo còn được cái áo này nè. Hên là đồ Cường không bị lấy á nha. Lấy là cho Cường không có đồ mặc luôn. Còn áo của ba nữa nè. Rồi ba. Còn quần nữa. Của con luôn. Thôi Cường cho ba mặc đồ ké đi. Là có đúng được cái quần một à. Dạ. Cứ ướt rồi bận tắm rồi cho nó khô, khô rồi bận. Dạ. Cho lấy. Dạ.
có làm sao nói vậy, không có nói sợ. Rồi chào không? Cường nha con. Dạ. Con chào ông bà cô chú đi nè. Chào ông bà cô chú. Ừ. Nó gọi lại cho ông bà cô chú biết là con năm nay con bao nhiêu tuổi nè. Dạ con 10 tuổi. Con học lớp mấy? Dạ con học tới lớp 3. Là con nghỉ từ dịch tới giờ. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ là con đi theo ba. Dạ. Dài ngoài đường thôi chứ không có chỗ ngủ hả? Dạ. Ừ. Rồi tối con ngủ được không? Ngủ ở chỗ vậy rồi tối con ngủ dạ được không? Không. Tối mũi nó cắn. Cắn tay chân thẹo không vậy? Là con có biết mẹ không? Dạ biết mẹ thôi, từ lúc mà còn nhỏ mẹ có quay về rồi mẹ bỏ đi tiếp. Ồ. Lúc đó con mấy tuổi rồi ta? Lúc đó con tầm 5 tuổi rồi. 5 tuổi là mẹ có về thăm? Không, mẹ về rồi mẹ có lấy tiền qua đi tiếp. À, mẹ lấy tiền. Mẹ từ dạo đó là không có tới thăm con nữa. Dạ không. Mà con sống với ba đó giờ luôn. Dạ. Nghe tin mà bà nội với nãy con nói bà nội với ai? Dạ cô ba. Cô ba rồi mất như vậy con có buồn không? Dạ buồn. Hồi lúc trước mà chưa có dịch đó là lúc mà bà nội với cô ba còn sống có hay lên thăm con không? Dạ không, con lên thăm bà nội với bà nội không có lên thăm. Bà nội con là ở Vũng Tàu phải không? Dạ. À, con thì ở trên thành phố, con đi theo ba làm, đi học trên này. Nên là cũng ít có gặp, lâu rồi về thăm bà nội thôi. Bà nghiệp không, giờ bà nội mất rồi. Giờ cho cốt thì vẫn để ở trên dưới Long An. Chưa có lấy về được nữa nè. Tại vì cái kinh phí bà đã lấy hai cái hộp cho cốt từ tới 5 triệu nhà mà nãy có chia sẻ rồi đó. Mấy tháng nay rồi cũng đo dịch rồi đâu có buôn bán, hai cha con đâu có buôn bán gì được. Hồi trước thì có bán quán cơm như anh hồi nãy có chia sẻ. Mấy ngày dịch, mấy tháng dịch thì không có buôn bán. Rồi tiền tích lũy rồi thì cũng tiêu hết rồi. Cường không có chị em gì chứ hả? Dạ không. Có mình con luôn, ba có mình con thôi. Dạ. Lúc trước con học chỗ nào? Con học chỗ nào con dạ, nhớ con không? Con học ở dưới chợ An Phú Đông á. An Phú Đông? Đông là quận. Ở dưới đây nè, ở dưới chợ An Phú Đông á. An Phú Đông. An Phú Đông là quận 12. Quận 12. Ủa mà sao làm ở trên đây, nhà ở trên đây mà sao học lúc với xa dữ vậy con? Đâu có xa đâu. Con học ở trong trường tư. Trường học. Là... Dạ có học trường Phạm Nhân Chiêu. Vậy là lúc đó là nhà con ở đâu? Dạ muốn nhà trên đây bán mà ở dưới đó cũng gần mà. Quốc lộ 13 luôn. À quốc lộ 13 chạy xuống đó đi học. Rồi ai đưa? Ba đưa đi học. Dạ ba đưa, chiều ba đưa về phụ ba. Rồi phụ ba bán quán. Sáng cha đưa đi học xong rồi chiều cha mới bán hả? Hay là cha bán buổi sáng? Có cha bán buổi sáng rồi chiều về phụ. Chiều về phụ. Giỏi ghê luôn. Có hai ba con ở thôi. Dạ. Giỏi chưa? Con có muốn đi học nữa không? Dạ muốn. Mà giờ đang dịch thì chắc chưa giờ chưa đi học hay vào hả? Chưa đâu. Chưa học từ giờ này chắc đâu có học online hả con? Dạ không. Sự nghiệp của hoàn cảnh của bé thì mẹ bỏ từ nhỏ nè, rồi đi lên thành phố rồi nói chung là thuê chỗ rồi hai cha con buôn bán rồi đi học trên này luôn, mà mới học ở lớp 3. Rồi dịch tới rồi nghỉ tới giờ luôn. Hy vọng sắp tới thì bé sẽ được đi học lại. Đi học là con học lớp mấy ta? Giờ con quên chữ, con không nhớ chữ. Quên luôn rồi. Mấy tháng chắc. Nghỉ mấy tháng. Là lúc đó con học lớp 3, là đang học lớp 3 luôn là nghỉ. Đang học lớp 3 rồi. Vậy chắc mốt học lớp 3 lại quá. Học lớp 3 giờ không nhớ chữ sao mà học. Chết rồi, bé đang lo là không có nhớ chữ. Giờ là quên hết luôn, đọc không được luôn hết ta. Chết rồi. Giờ lo là phải nói là giờ không con không nhớ chữ luôn thì sao con đi học lại lớp 3 được nè. Không, cái này chắc cô vô cô kèm nhầm tầm nữa nửa tháng. Đúng rồi, nó có học rồi. Có học có cơ bản rồi không sao. Con đi theo ba vậy con có thấy cực không? Dạ không. Không hả? Thương ba đúng không? Dạ. Giờ ba không biết đi cha. Ba có hay nhậu nhiều không? Dạ có nhậu mà ba nhậu không có nhiều. Nhậu ít thôi ha. Dạ. Cha mới nhậu đây hay là? Ba có nhiều chuyện buồn á. Dạ. Con an ủi ba. Dạ con có nói bà uống ít thôi. Nói bà uống ít thôi. Con có hay hỏi mẹ không? Dạ không. Không. Con không còn nhớ. Nếu mà mẹ con mà xem được chắc có nhớ con không ta? Thì 5 tuổi tới giờ nhìn cách nhìn khác rồi. Năm nay là 10 tuổi cũng 5 năm rồi. Mẹ con tên gì? Dạ tên Thảo. Mẹ Thảo. Con nhớ tên mẹ luôn. Con có lời nào muốn gửi đến mẹ không? Nếu mà mẹ xem không. Được con không gửi hả? Không nhớ mẹ hả? Không.
không? Tại nhỏ giờ có sống với mẹ đâu. Đi lâu quá giờ chắc cũng muốn quên mặt mẹ luôn rồi. Giờ gặp lại nhiều khi nhà không ra luôn. Còn 4 năm năm rồi. Tội nghiệp cả nhà. Rồi tối con ngủ ở đây con sợ không? Dạ không, chỉ có sợ mũi thôi. Sợ mũi thôi. Thôi chứ không có sợ, không có sợ gì hết. Thế cô bên đây cổ ra cổ cho 100 ngàn. Thế cô cho mình ở nhờ đây ha. Dạ không, cái cô bên quán đó đó. Cô chủ quán cho 100 ngàn để ăn uống. Dạ. Bữa này là con mua hay là người ta cho? Dạ con mua hồi nãy chú hồi nãy mua 2 hộp cơm chứ đưa 60 ngàn. À. Còn bánh mì. Bánh mì hồi sáng người ta cho. Rồi ướt đồ chứ kìa, đi thay đồ đi anh. Hết đồ rồi. Ba con không có đồ. Có một bộ đồ mà qua. Chết rồi, ướt gì rồi sao? Không có. Ơi, ơi. Thấy con à. Hai bà con đó. Cái kiểu này là trước mắt là phải thôi sống con mình đừng có nhậu nhiều nha 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 anh Thiện. Không rồi, đúng rồi, cảm ơn, nhưng mà thật ra không biết uống rượu, không biết uống luôn, mà bây giờ giống như cái cảnh vậy á. Dạ buồn, đúng rồi, em hiểu mà cũng buồn. Để uống chút ít, cố gắng lên, cố gắng lên còn nữa để anh mà nhậu anh cái, bị mất mười mấy ký á, anh 6 mấy ký mà giờ anh còn có 50 ký à. Thì có nghĩa anh mất uống nhiều quá, cái anh bị bệnh cái rồi không ai lo cho bé Cường. Bây giờ nội ngoại không có. Dạ. Chết hết rồi. Giờ chỉ còn hai vợ con thôi, nương tựa nhau. Tội nghiệp. Anh cũng phải giữ sức khỏe. Dạ. Nói chung là rơi vào hoàn cảnh anh như vậy, không biết hút thuốc cũng phải hút, mà không biết uống rượu cũng phải uống nữa. Buồn quá. Nói chung là mười mấy năm rồi, 11 năm rồi. Mọi chuyện là... Chị anh có biết lý do tại sao mà chị bỏ đi vậy không? Lúc đó có nhà có khó khăn hay sao không anh? Không, lúc đó làm ăn thì tiền bạc có, nuôi cả gia đình vợ luôn. Trời ơi. Như... không biết lý do sao. Ừ. Xanh xong tháng rồi đi luôn. Rồi. Nãy Cường nói là khoảng lúc bé 5 tuổi là mẹ có về 1 lần rồi xong là đi luôn. Tới giờ phải không anh? Ừ. Giống như vậy dễ nhìn con vậy xong rồi nó nói giờ em lấy chồng Hàn Quốc rồi. Lấy tiền của ba đi luôn. Lấy tiền của ba đi luôn. Ơi trời, khổ chưa? Rồi vậy thôi. Nói chung là cuộc đời nó vậy á. Dạ. Có anh làm ăn nói chung cũng được lắm. Dạ. Tự bệnh Covid này thứ hai nữa xuống cái rồi gia đình chết chỗ này á, sụp hầm luôn. Dạ. Như mất tinh thần luôn á trời. Tinh thần đau lắm. Dạ. Nói thiệt rất là đau. Không có nó láo nó như dốc nó sợ một câu nữa. Dạ. Có may gì làm không được cái đùng cái dịch tới không làm được, không làm ra tiền, có nhiều tiền có đâu chi tiêu trong thời gian đó cũng hết. Cộng thêm cái là gia đình, gia đình rồi mất người thân nữa chứ. Còn hai người thân là mất hết luôn. Hai cha con cũng cả tháng nay là đi chung ơi lất ngoài đường gì nè, để kiếm cái chỗ nào đó để ngủ nhờ thôi, đồ đạc thì nó lung hết cả nhà. Chắc em cũng xin tạm dừng clip ở đây. Rồi chú chào con nghe Cường nha, bye bye con. Chào anh nha. Chào. Rồi bye bye ông bà cô chú nha. Hẹn gặp lại clip sau.